Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Slenderman đây. Và như các bạn đã biết là ở trong những cái phiên bản Minecraft PE thì luôn luôn có những bí mật mà không bao giờ Mojang công bố cho chúng ta cả, mà luôn luôn là những người chơi chúng ta phải tìm được những cái bí mật đó. Và như mình đã nói, đó là mình đã tổng hợp được những cái bí mật ở trong phiên bản mới ra, đó là phiên bản Minecraft PE 1.2 mới nhất. Và đây là những bí mật mà phải nói là người chơi chúng ta đều tìm ra, chứ thực sự là không có ai mà công bố chúng ta cả. Và sau đây sẽ là top 5 bí mật mà không có lẽ nhiều người chơi sẽ không biết ở trong Minecraft PE 1.2. Và nếu trong 5 cái bí mật này các bạn đã biết cái bí mật nào rồi thì hãy comment, còn các bạn chưa biết cái bí mật nào thì hãy comment luôn. Rồi và hãy nhớ và đừng quên là like và đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được những video mới nhất cũng như là hay nhất về Minecraft PE, cũng như là ủng hộ mình giúp cho mình đạt được 200.000 người đăng ký nha các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu và đến với cái top 5 bí mật nha các bạn. Let's go. Cái bí mật đầu tiên đó là về cái armor stand, là cái kệ để đồ, mình nói vậy đi ha. Thì đây là cái kệ để đồ. Thì cái này không phải là mình tìm ra, mà là do cái khi mà mình làm cái video về Minecraft PE 1.2 á, thì mình có một cái hiếu sót, đó là về cái chuyển động của cái armor stand này, là nó sẽ có thể chuyển động được các bạn. Đây, nó có thể chuyển động khi các bạn ví dụ đứng nè, các bạn chỉ vào nó thì nó chỉ là mặc được đồ thôi, nhưng khi các bạn ngồi xuống á thì nó có thể chuyển động được đó. Các bạn thấy nó chuyển động nè, và nó sẽ có 12 kiểu dáng khác nhau. Và ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 12 kiểu dáng khác nhau rồi. Đây, mình sẽ cho bạn xem. Đây là 12 kiểu dáng khác nhau của nó. Đó, từ cái tai suông thẳng cho đến tai quờ quạng, quờ tùm lum. Đây là 12 kiểu dáng của nó. Và tất nhiên cái này phải có những người mà gọi là kỹ lắm người ta mới để ý. Chứ thực sự là mình cũng đâu có biết được đâu. Có nhiều bạn chỉ cho mình đó, và thực sự đây là cái bí mật. Thì nói chung là cái bí mật này á cũng khá nhiều người biết rồi, chứ không phải là ít người biết đâu. Tại vì có nhiều người đã làm video về cái này rồi. Và nhìn cái mấy cái này rất là dễ thương nè. Cái này đáp nè. Đáp. Rất là đẹp. Đó. Thì cái này các bạn có thể tạo những cái kiểu dáng đủ thứ cho nó. Đó, và có thể phục vụ cho việc làm map. Rất là đơn giản nha. Và đó là cái bí mật đầu tiên. Theo mình thì mình cũng khá là thích cái bí mật này. Rồi, và chúng ta sẽ đến với cái bí mật thứ hai. Thì những cái bí mật này thực sự là không có xuất hiện ở trong cái chỗ này đâu nha. Không có xuất hiện ở trong đội đi đồ này đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bí mật thứ hai nha. Và cái bí mật tiếp theo của chúng ta đó chính là về cái block tàng hình. Và đây mình sẽ cho các bạn xem block tàng hình đã có xuất hiện ở trên phiên bản này rồi. Đây các bạn thấy này nha, là một cái hố lava mình đã làm sẵn rồi. Và mình sẽ có thể đi qua, mình có thể đi qua được nha các bạn. Nãy chỗ này mình quên lắp. Đây mình có thể đi qua được. Đây, đó phải không? Được chưa? Hồi nãy ở khúc giữa này mình chưa có lắp cái block tàng hình nên các bạn chưa có thể thấy được. Đây, mình có thể đứng ở dưới cái chỗ này và không có xi nhê, không bị gì cả khi đập nè. Đó, khi mình đập ra thì nó sẽ coi như là không có, hình như không có đập được luôn hay sao. Đây mình sẽ đập thử coi. Rồi đâu mình thử bước đây coi. Ồ, vẫn được các bạn. Block tàng hình vãi thật. Và cái cách để lấy cái block tàng hình này, các bạn sẽ dùng một cái lệnh rất đơn giản luôn, đó là give a cộng b invisible. Đó, nó sẽ hiện ra một cái đó là invisible pet prop cho các bạn. Rất là dễ ha. Đây, invisible pet prop. Và chúng mình cứ lấy thôi. Đây là cái invisible. Đây mình sẽ làm cho các bạn xem này nha. Mình sẽ đặt ra thì tất nhiên các bạn không thấy rồi, nó tàng hình mà. Đây mình sẽ đứng lên trên không nè. Mình không hề bay nha. Đó, mình có thể đi lên nè, không hề bay luôn. Đây mình sẽ đặt thêm, không biết nó có cao nữa không ta. Đâu rồi? Đó, đây nè. Đó. Thì đó là cái mà block tàng hình đã xuất hiện ở trong đây rồi. Và tất nhiên đào thêm một cái nữa rồi. Đó, đứng lên đâu có bị gì đâu. Mà như mình kết block tàng hình này là mình không có đập được nó luôn các bạn. Đó, thì các bạn thấy rõ ràng là cái block tàng hình nó đã xuất hiện ở đây. Và cái block tàng hình này cũng sẽ giúp cho bạn nhiều thứ ở trong sinh tồn hơn. Đó, cái bộ là mình khá là thích cái này nè. Rất là thích luôn. Ok, và chúng ta xem tiếp theo đó là cái gì đây nào. Đây là tiếp theo sẽ là một cái thứ mà gọi là nó sẽ xuất hiện trong đây nhưng mà nó không sử dụng được, mà nó chỉ sử dụng được ở trên cái phiên bản là Windows 10 thôi. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cái thứ ba đi nhá.
Và cái bí mật tiếp theo này sẽ gọi là tạo ra cảm hứng cho những bạn nào mà thích xây dựng, những cái bạn builder đó thích xây dựng, thì cái này nó sẽ sử dụng được ở trong cái phiên bản đó là Windows 10 thôi. Còn ở trên Minecraft BE thì nó lại không sử dụng được các bạn à. Tuy nó lấy được nhưng không sử dụng được. Thì bây giờ sẽ lấy ra cho bạn xem. Thì cái block này nó có tên là khối cấu trúc. Còn tiếng Anh của nó đọc là gì đó, structure gì đó mình không biết. Các bạn có thể nghe vậy nè. Đó, các bạn có thể nghe được không? Đó là cái gì, structure block gì đó. Rồi, mình cũng lấy cái lệnh đi như là cái block tàng hình thôi. Give A cộng B structure. Rồi, và block. Thì cái block này là chuyên về cái kiến trúc mà mình sẽ đặt ra. Và tất nhiên là chúng ta không sử dụng được rồi. Đây. Và các bạn có thể thấy trên màn hình đó là cái cách, cái mà cái giao diện sử dụng của nó. Cái đó là chỉ trên Windows 10 thôi, chứ trên này không sử dụng được. Đó, cái cách sử dụng của nó. Và sau khi các bạn đã sử dụng được nó xong rồi thì các bạn có thể chia sẻ trên cái trang web. Đó, như các bạn cũng thấy trên màn hình luôn rồi. Đó là các bạn có thể chia sẻ trên những trang web đó và tạo ra những cái ngôi nhà đồ theo ý của các bạn. Rồi sau đó các bạn có thể chia sẻ với mọi người. Rồi cái blog này thì một đó các bạn không, khá là dị. Đó, 3D export nè, export. Đó, 3D export. Rồi, thì đây là một cái thứ bí mật nữa. Và tất nhiên là các bạn tìm ở trong đây cũng không có nha. Ở trong đây cũng không có luôn, mình sẽ bấm cho các bạn xem. Đó, structure nè. Không có nha. Không có. Chỉ có tìm được ở trên cái dòng lệnh comment block thôi. Rồi, và đây là cái bí mật tiếp theo đó. Cái bí mật là các bạn, những cái bạn builder rồi thích sử dụng lắm, nhưng mà phải sử dụng trên Windows 10 các bạn. Còn trên đây thì không có sử dụng được đâu, chỉ lấy ra được thôi chứ không sử dụng được. Đây mình sẽ bấm cho bạn xem nè. Không hề sử dụng được, ngồi xuống luôn cũng không có làm gì được hết á. Không có làm gì được nó đó. Bực thiệt, không làm gì được hết á. Đây. Chẳng làm được gì cái quái này hết á. Rồi, và chúng ta sẽ đến với tiếp theo đây. Rồi, cái này thì coi như là khá là vô dụng ở trong đây rồi, nhưng mà nó cũng là một block rất là bí mật. Tất nhiên là phải có, các bạn phải tìm hiểu các bạn mới biết được cái block này tồn tại đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đây là cái bí mật thứ tư. Và cái bí mật này thì nó khá là nhỏ thôi, nhưng mà chắc chắn nhiều bạn phải để ý kỹ lắm mới tìm ra được cái bí mật này. Thì đó là về cái banner này. Thì tại sao mình gọi nó là bí mật? Có lẽ các bạn nghĩ, ừ cái banner này nó có xuất hiện luôn mà làm gì bí mật. Không, mình không nói về cái banner mà mình nói về cái cách hoạt động của cái banner này. Đó chính là khi mình để ở cái banner ở trên đây nè. Khi mà mình treo cái banner lên, các bạn sẽ nhìn kỹ nha. Nó sẽ bị gió thổi chuyển động rất là hay. Rồi. Đây, khoan để mình lấy một block, mình sẽ đứng ở trên đây, mình sẽ cho bạn xem nó dễ dàng hơn. Đây. Các bạn sẽ thấy cái banner này chuyển động nha. Đó, nó chuyển động rất là nhẹ luôn, gió thổi. Và tất nhiên là nhiều bạn sẽ không biết cái điều này rồi. Đó, gió thổi rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đó, đẩy ra đẩy vô không. Và đây, khi các bạn đặt ở dưới này cũng vậy, nó cũng có thể chuyển động được. Đó, cái banner nó có thể di chuyển, nó có thể gió thổi phơ nha các bạn. Chứ không phải nó đứng yên một chỗ đâu. Cái nhiều bạn cứ nhìn nè, ờ nó đứng yên một chỗ có gì đâu, sai lầm. Các bạn hãy nhìn thật kỹ, các bạn sẽ thấy nó chuyển động. Đó, hoặc là bạn đứng trước các bạn cũng thấy nó chuyển động nữa. Nhưng mà phải các bạn nhìn kỹ các bạn mới thấy. Đó, chuyển động nè. Đó, gió thổi. Ok, đó, gió thổi đẹp không. Đó, nó có thể chuyển động rất là hay. Trên đây thì nó nhìn rõ hơn nè. Đó, các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đó, gió nó thổi nó chuyển động. Ok, và đó các bạn thấy bí mật thứ tư của chúng ta rất là hay đúng không? Và đến bí mật cuối cùng này sẽ là một cái địa hình mà phải gọi là bí mật ở trong đây. Tất nhiên là phải tìm hiểu mới biết được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bí mật cuối cùng đi nha các bạn. Mà nãy giờ các bạn thích bí mật rồi, xin hãy comment ở dưới cho mình. Ok, và let's go. Và cái bí mật cuối cùng trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ là một cái địa hình được gọi là khe nứt. Và đây mình sẽ cho bạn xem. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái bản đồ rồi. Và các bạn đã thấy trên màn hình đó chính là một cái khe nứt. Thì các bạn thấy là ở giữa cái khe nứt đó sẽ có là vừa lava vừa nước luôn, rất là độc đáo. Và ở đây ở trên hòn đảo này thì cái seed của cái thế giới này thì mình sẽ để trên màn hình cho bạn xem. Và các bạn có thể vào cái seed này. Và đây mình sẽ cho bạn xem cái khe nứt. Đây mình sẽ bay cao lên và các bạn thấy đây là một khe nứt nha các bạn. Nó rất là sâu, rất là sâu luôn. Và mình sẽ đi xuống dưới đó thử xem. Thử coi. Ui trời ơi. Thốn. Các bạn nào thốn không? Đó, thì dưới đây là một cái khe nứt sẽ có nước và lava.
Thì mình cũng không biết là đây là cái sheet cổ trong cái này luôn nha, chứ không phải là một cái add-on hay cái gì các bạn. Đây là một cái sheet ở trong cái thế giới 1.2 luôn. Đó, chứ không phải là một cái add-on hay là cái gì người ta xây dựng ở đâu. Đây là một cái sheet đàng hoàng. Và mình để cái sheet trên màn hình cho bạn xem rồi đó. Hoặc là các bạn nhìn trên góc mình, góc ở trên cùng á, sẽ có một cái sheet ở trên chữ màu trắng trắng á. Đó, thì các bạn thấy nè. Và không chỉ có ở chỗ này đâu. Và bây giờ mình sẽ đi thẳng qua đây. Đó, mình sẽ đi thẳng qua. Phải đợi một tí, tại vì ở máy mình nó cũng khá là yếu, cho nên nó lót map khá là chậm. Đó, các bạn phải đi thẳng qua đây, đi một đoạn sẽ có một cái vùng tuyết. Và cái vùng này cũng có khe nứt luôn. Đó, chứ không phải là riêng cái vùng hồi nãy. Thì cái vùng hồi nãy là một trên cái hòn đảo nhỏ thôi. Còn ở cái vùng đây á, sẽ là một cái đảo tuyết lớn. Đâu rồi ta? Đây, nó đây rồi. Nó đã dần dần xuất hiện rồi. Mình sẽ remap cho các bạn xem. Đây, một cái khe nứt. Đây, các bạn thấy ở dưới góc nè, sẽ có một cái khe nứt không? Đó, mà nó sâu quá. Cái map nó nặng quá. Rồi ở đây có thể, cái này y như là một cái hình cái phi tiêu các bạn. Khi mà mình bay lên nè, nhìn y như một cái hình phi tiêu luôn. Mình đã chỉnh cái tầm nhìn trên là cao nhất rồi đó nha, chứ không phải là thấp rồi đó. Mà nó còn bị lót không nổi nữa. Mình nhớ đâu đây có một cái khe nứt nữa nè. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi, các bạn có thể tìm được nó cho bằng cái sheet của mình cho. Đây mình sẽ xuống dưới cái khe nứt này coi có gì chứ đâu. Wow, ở dưới đây mới ghê nè, ở dưới đây sẽ có những cái hang động, những cái hầm mỏ chứ lộn. Cái hầm mỏ của Minecraft. Một đống đồ. Xuống đây là các bạn sẽ thấy có những cái hầm mỏ nha. Nếu vô tình mà các bạn may mắn rớt vào được cái sheet này á, thì các bạn sẽ xuống thẳng dưới đây và sẽ tìm được hầm mỏ. Nhưng mà dưới đây những cái spawner rất nguy hiểm và bắt đầu cảm thấy giật lát rồi đó. Do là nó lót quá nặng cái thế giới này. Rồi, thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn là 5 cái bí mật ở trong Minecraft Build 1.2. Và mong là các bạn cảm thấy là nó hữu ích cho các bạn. Và đừng quên là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là xem video nhiều lên các bạn ạ. Đừng có xem ít quá, mình cảm thấy rất là buồn. Nếu có một video mình cảm thấy mà video mình mà cảm thấy mà ít đó thì mình rất là buồn. Và mong các bạn hãy ủng hộ mình cũng như là chia sẻ video quyển sách gì nè. Cũng như là chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nha các bạn, để cho mình có cái động lực đó mà. Đây là cuốn sách Unwritten 2. Yeah. Không bị phá hủy 2. Và hiện tại là máy mình rất là lắc. Và vừa rồi là top 5 cái bí mật ở trong Minecraft BE. Và các bạn thích cái nào thì hãy comment ở dưới, cũng như là đừng quên là xem video của mình mỗi khi ra. Thì mỗi lần video mình ra thì các bạn có thể xem liền luôn. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được những video mới nhất cũng như là hay nhất các bạn. Và hãy giúp mình đạt được 200.000 người đăng ký nha các bạn. Hiện tại là kênh của mình đã được 170.000 người đăng ký rồi. Và các bạn giúp cho mình lên được 200.000. Hiện tại là có nhiều bạn hỏi mình là nút bạc ở đâu. Thì hiện tại là mình đang đợi cái phê duyệt của YouTube và cái giải thưởng nút bạc. Có lẽ là kênh của mình cũng mới lập gần đây thôi, chưa được 1 năm mà, cho nên nó bị phê duyệt lằng nhằng lắm các bạn. Thì hiện tại là kênh của mình mới thành lập được khoảng 7 tháng và nó chưa được 1 năm, cho nên khi mà nhận được nút bạc nó rất là lằng nhằng, nên là mình chưa có được thông báo nhận nút bạc. Cho nên các bạn đừng có hỏi là nút bạc đâu rồi, mình chưa có nhận được đâu. Mình đang rất là nóng lòng đợi rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.